Anh em sử dụng xe ô tô thì đừng tiếc vài củ khoai để dán phim cách nhiệt anh em nhé. Có nhiều anh em sử dụng xe ô tô thì khi mà anh em nhận xe thì đã được là tặng một gói phim cách nhiệt rồi, nhưng mà nói thật là cái gói phim tặng ấy thì về chất lượng thì đa số nhé, thì là tất cả gói phim tặng thì họ sẽ dán cho những cái gói gọi là chất lượng nó chưa được cao, đi vẫn còn rát còn nóng. Thì anh em khi về sử dụng xe đi cái thời tiết ví dụ miền Bắc này mà 35-40 độ thì nó cực kỳ nóng luôn, mà đi xa. Đây anh chủ xe, anh hôm nay anh vừa chia sẻ là anh vừa làm chuyến Nghệ An, đi mấy trăm cây số ấy, đi nó thời gian mình đi nó dài ấy, đi nó rất là nóng rất là rát, thì anh về anh lập tức anh phải bóc cái phim cũ đi anh dán lại phim mới đó. Thì em sẽ hiện bây giờ xe này đang tiến hành dán thì em sẽ đo cái chỉ số để anh em biết là cái phim chất lượng thì nó sẽ như thế nào anh em nhé. Trên tay em đây là phim tấm kính lái phim 3M mã CR60, đây là cái chỉ số rệt sáng, đây là ngăn cản tia UV, ngăn cản tia hồng ngoại là 98%, nên là cái lượng nhiệt loại bỏ rất là tốt, cũng như ngăn cản các tia độc hại từ ánh nắng mặt trời rất là tốt đó. Nên anh em khi mà sử dụng xe ô tô, anh em đi dưới cái thời tiết nắng nóng mà cảm thấy nó rất là nóng rất là rát, mà bật điều hòa lên rồi bên trên nó vẫn còn cái hơi nóng ấy, nó vẫn hợp vào ấy, thì anh em qua các gara bảo họ test xem cái chất lượng phim xem là anh em đã sử dụng là cái dòng phim cách nhiệt đã tốt hay chưa. Nếu mà chưa tốt thì anh em tham khảo nên là dán cái gói phim cách nhiệt mới anh em nhá.